Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cùng sự nỗ lực của các bộ ban ngành và các địa phương, thị trường bất động sản đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong việc gỡ khó pháp lý. Mới đây nhất, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chung 1/10.000 cho phân khu C4 thuộc một phân khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Điều này đã giúp cho các dự án trong khu vực được khơi thông điểm nghẽn về khâu quy hoạch để tiếp tục triển khai, ghi nhận từ phóng viên Quỳnh Như. Dự án Alpha City thì có quy mô khoảng gần 1.000 hecta. Năm 2021, dự án phải tạm ngưng toàn bộ do vướng phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch và chưa thống nhất từ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Sau giai đoạn được tổ công tác của chính phủ gỡ khó, thì dự án đã được tái khởi động trở lại vào năm 2023. Và mới đây, khi tỉnh Đồng Nai công bố quy hoạch chung 1/10.000 phân khu C4, trong đó có dự án này, tạo tiền đề pháp lý quan trọng để dự án tiếp tục thúc đẩy triển khai trong thời gian tới. Việc điều chỉnh về quy hoạch lần này của tỉnh Đồng Nai tập trung vào các chỉ tiêu quy mô dân số và chỉ tiêu đất đai. Và khi có quy hoạch chung 1/10.000 sẽ là cơ sở để hoàn thành các cấp quy hoạch tiếp theo như quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. Từ đó giúp dự án hoàn thành các thủ tục pháp lý, tiếp tục đẩy mạnh triển khai. Không chỉ Aqua City, việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần này sẽ tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án khác thuộc phân khu C4. Thì ngay đầu 2023 khi mà có cái chỉ đạo thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thành lập 3 cái tổ công tác. Trong đó thì có lãnh đạo tỉnh là làm trực tiếp làm tổ trưởng để chỉ đạo quyết liệt cái tháo gỡ pháp lý cùng với cái phối hợp của bên tập đoàn chúng tôi và các cái công ty ở có cái dự án ở trong cái phân khu C4. Thì chúng ta đã rất quyết liệt để mà xử lý tất cả những cái vấn đề liên quan vướng mắc của quy hoạch. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong danh sách tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của 64 dự án bất động sản thì nay đã có 8 dự án được gỡ vướng hoàn toàn pháp lý. Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố, việc thành lập tổ công tác thành phố về tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản là dấu mốc rất quan trọng thúc đẩy nhanh hơn quá trình gỡ vướng này. Chúng tôi đánh giá rất cao cái nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Trong 10 tháng đầu năm đã tập trung nỗ lực để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho 64 cái dự án. Và chúng ta kỳ vọng sẽ nhận được tin vui từ nay cho đến cuối năm đối với 22 dự án mà đã được tổ công tác xem xét. Và điều này đã giúp nâng đỡ cái lòng tin của thị trường. Có thể thấy chủ trương chung của chính phủ trong việc chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ pháp lý cho các dự án còn vướng mắc đang tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là tạo động lực cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Những chuyển biến rất rõ rệt trong câu chuyện gỡ vướng pháp lý cho các dự án bất động sản cùng với ba luật liên quan tới thị trường có hiệu lực từ đầu tháng 8 vừa rồi. Đây chính là cú hích cho thị trường bất động sản phía Nam có những tín hiệu phục hồi tích cực trong thời gian qua về niềm tin của nhà đầu tư lẫn giao dịch trên thị trường. Số liệu mới nhất từ DKRA cho thấy, tính đến tháng 10, thị trường phía Nam có 110 dự án sơ cấp triển khai bán hàng với gần 13.000 căn hộ, tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đáng chú ý, sức mua thị trường ghi nhận có tín hiệu phục hồi, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị nghiên cứu cho rằng, tác động của 3 bộ luật mới và công tác tháo gỡ điểm nghẽn từ chính phủ đã giúp thị trường bất động sản phục hồi rõ nét. Tôi cho rằng đây là một trong những cái động thái mà nó sẽ giúp khơi dậy được cái niềm tin của người dân cũng như các nhà đầu tư, cũng người mua bất động sản cũng và đồng thời nó cũng tháo gỡ những cái khó khăn của những chủ đầu tư, họ có thể tiếp cận được cái pháp lý hoàn toàn mới cũng như cái tiếp cận nguồn vốn vay cũng như là có nguồn vốn mới để mà có thể giải quyết những cái vấn đề về tồn động và thúc đẩy cái sự hồi phục và thị trường trong cái thời gian sắp tới cũng như là giúp thị trường chuyển tiếp qua một cái chu kỳ phát triển bền vững và an toàn và công bằng cho tất cả các bên tham gia. Hiện khó khăn của các dự án bất động sản còn tồn đọng tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là thủ tục phát triển dự án kéo dài. Thứ hai là khó khăn xác định tính tiền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng. Và cuối cùng là dự án có dính đất xen cài, đất công. Theo các chuyên gia, việc phân nhóm vướng mắc theo tình trạng pháp lý là giải pháp khả thi để các địa phương nhanh chóng có phương án tháo gỡ cụ thể cho các dự án. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đang phối hợp với các ủy ban nhân dân tỉnh thành phố giải quyết theo hướng này. Thì tôi thấy là nó rất là hiệu quả. Cụ thể chẳng hạn như trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì thống kê là có trên 220 cái dự án đang bị vướng mắc, và từ cái chỗ mà có cái sự phối hợp để giải quyết và phân nhóm như vậy
Thì đấy là một trong những cái thành tựu mà tôi nghĩ rằng là nó rất là quan trọng trong cái việc mà thúc đẩy các cái khó khăn, đặc biệt là câu chuyện về pháp lý của các cái dự án bất động sản. Ngoài ra, các địa phương cũng cần đẩy nhanh triển khai, áp dụng các văn bản hướng dẫn thi hành để các luật liên quan đến thị trường bất động sản đi vào đời sống và phát huy hiệu quả nhanh nhất. Tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản cũng là một trong các nội dung được các đại biểu Quốc hội đề cập đến nhiều tại các phiên thảo luận trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Và sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc là đang có quyền sử dụng đất. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc thực hiện thí điểm này sẽ giúp gỡ khó cho các dự án dưới 20 ha có thêm hình thức tiếp cận đất đai khi làm nhà ở thương mại. Dù tán thành với sự cần thiết xây dựng dự thảo nghị quyết để thể chế hóa chủ trương của Đảng, tăng thêm điều kiện tiếp cận đất đai cho phát triển nhà ở thương mại, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người dân, các đại biểu đề nghị giai đoạn thí điểm nên giới hạn về quy mô diện tích. Để dự án nhà ở thương mại có tính khả thi cao, tôi đề nghị giai đoạn thí điểm nên giới hạn về quy mô diện tích cụ thể đối với khu vực đô thị, diện tích tối đa không quá 20 ha và đối với khu vực nông thôn, diện tích tối đa không quá 5 ha. Để thực hiện thí điểm mà trong cái điều kiện hiện tại là rất cần thiết. Tình hình bất động sản của ta, chúng ta đã diễn biến, có lúc là nó rất là thăng trầm. Những người mà có đất, ví dụ người ta mà muốn giao quyền sử dụng đất cho một cái nhà doanh nhân, một nhà doanh nghiệp, người ta để người ta đầu tư, phát triển nhà ở thương mại, ở đô thị cũng như ở trong của địa phương thì cũng rất là khó khăn vì nó không phải là đất ở. Mà mặc dù nằm trong quy hoạch, đấy, rồi bây giờ doanh nghiệp người ta muốn mua, để loại đất này để người ta phát triển, để sản xuất kinh doanh, làm nhà ở thương mại là cũng không được. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra dự thảo nghị quyết cần có cơ chế cho một số trường hợp xây dựng nhưng sai phạm mà chưa có cơ chế để tháo gỡ, làm lãng phí nguồn lực xã hội, đất nước. Câu chuyện gỡ khó pháp lý vẫn đang được các bộ ban ngành và địa phương tiếp tục triển khai với các giải pháp cụ thể hơn nữa. Và đây sẽ là động lực quan trọng giúp khơi dậy niềm tin về một thị trường bất động sản minh bạch, bền vững hơn trong chu kỳ mới.